Dạ em xin chào các cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay em giới thiệu bộ nồi 1.250.000 là Honda FCC nha cô chú anh chị. Thì mình giới thiệu trước cái cụm bố nồi, cái cụm chuồng heo sau là một cái cụm nguyên đai nguyên kiện chính hãng là như thế này nha cô chú anh chị. Thì mình mở ra cho cô chú anh chị xem. Thì quy cách đối với quay thì cái bộ này có thể xài được cho rim Thái, rim Việt, City nè, quay A100, quay Thái 110, quay Thái 100, Future 1. Những động cơ đời cũ như cô chú anh chị thì xài chung bộ nồi nguyên đai nguyên kiện nó là như thế này. Thì con ốc có cái màu xanh, đánh dấu cái màu hơi xanh xanh nè, trong đây là sơn màu hồng này. Thì mình có mở một cái cụm rồi, những cái cụm mình giao cho cô chú anh chị là nguyên đai nguyên kiện chưa xé bọc như cô chú anh chị, nghĩa là cô chú anh chị nhận đến tay của mình là cái mình là người câu chú anh chị là cái người khui siêu chứ mình không có xui. Thì những cái bộ mà mình livestream mình không giao đến tay cô chú anh chị nên an tâm. Thì đây mình khui ra một cái bộ như thế này, gọi là cái cụm chuồng heo sau. Đây là cái bộ mình có thể triển khai gắn được cho rim Thái, quay Thái, rồi những động cơ 100cc, Future 1, quay Thái 110, rồi quay A100. Thì đây là những cái mặt hàng chính hãng như cô chú anh chị. Đây là cái bộ mình livestream và cái bộ mẫu. Mỗi khi cô chú anh chị đến nhà mua thì mình sẽ đưa một cái bộ mẫu, khi giao là giao cái bộ chưa khui siêu. Thì cô chú anh chị, mình là người tự khui siêu của những cái bộ nồi của mình. Mình không có khui siêu nhưng cô chú anh chị. Thì đó là mình cam kết mình giao những bộ nồi là chưa xài mới 100%. Và cô chú anh chị tự cắt từng cái bọc mũ trên cái siêu của cái bộ nồi của mình. Thì đây là cái bộ nồi chính hãng nha cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị để ý cái nè, nó không lẫn vào đâu. Với mình nghĩ á, bây giờ không ai làm giả bộ nồi chính hãng nữa nha cô chú anh chị, nghĩa là nó rẻ quá rồi, trừ khi cô chú anh chị mua bộ nồi Đài Loan ở 500-600 ngàn thì mình không nói. Thì những bộ này có tầm 1.250.000 là nó đúng rồi. Thì đây nè cô chú anh chị, để ý lật cái mặt ít sao thì có bắn một cái laser trên cái thân của cái dòng sắt này nè, bắn laser. Thì cô chú anh chị để ý cái này, cái ở người bộ nồi chính hãng là người ta không có cho theo cái khâu, nhưng cô chú anh chị phải mua thêm cái khâu đó. Thì cô chú anh chị lụm cái khâu canh nồi sau của mình gắn lại hoặc là mua thêm. Thì bên trong nè là cái mặt trước này ra nè, thì ở đây có bắn là dầu cái, rồi trên đây thì có FCC KFM nè, trên đây là xài cái bạc đạn 6200. Cô chú anh chị cũng phải tự bỏ tiền mua cái bạc đạn đó, hoặc cô chú anh chị ở nhà mình có thì mình tận dụng lại. Thì đây mình mở ra bên trong, bên trong sẽ có như thế này. Cô chú anh chị thấy là nó phay xước 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 những cái dấu như thế này, hàng xịn là nó như vậy, nhưng cô chú anh chị như dấu mài vậy đó. Thì để ý những cái lỗ trong đây nè, nó sẽ có một cái số trong đây, cái lỗ nhỏ 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 vậy nè. Vậy đó, cô chú anh chị để ý có cái số, thì không ai làm giả, thì mình nghĩ bây giờ không còn ai làm giả đâu. Thì cái cụm chuồng heo này bán lẻ cũng rẻ, cô chú anh chị, nguyên cái cụm như thế này, có lồng đền canh như thế này nằm đây. Thì khi gáp á, cô chú anh chị cẩn thận hay gớt cái lồng đền canh, nếu là thợ thì người ta kỹ, còn cô chú anh chị tự gấp nhẹ gớt xuống vậy. Cô chú anh chị gáp á, nó vẫn vậy được, nhưng mà nó mất đi cái khoảng cách con nha cô chú anh chị, tại cái lông đền canh á, nó chèn vô khoảng cách con rồi, thì cô chú anh chị không có cắt con được. Nhiều khi gáp mà không chú ý bộ đó, ráp thì một là trép qua bò nhiều nhiều như đây vô nè, rồi mình vô mình cẩn thận mình ngó tới ngó lui bao nhiêu đó. Thì khi mà bắn xong ốc á thì mình phải coi nè, ví dụ coi mình để ý, nếu người tiêu dùng để ý những cái chỗ này nè, nó sẽ đều nhau hết. Còn thí dụ có một cái chỗ nó bập bên nó kê ra như thế này là mình biết gớt cái lồng đền này nè, mình quay tròn tròn mới thí dụ kê ra thì biết cái lồng đền nó bị chèn rồi, thì mình ngưng mình tháo ra mình làm lại nha cô chú anh chị. Đây là những cụm chính hãng, chính hãng thì nó không lắc nè cô chú anh chị, để ý nè, nó khác với da, nhưng da mà ha nó sẽ lắc nha cô chú anh chị. Da ha dù có mua mới nó sẽ lắc, còn Honda đặc biệt nó không lắc nè, lắc ngang lắc dọc cũng không có. Thì cái tiếng vọng cành cành phía sau là do lắc ngang lắc dọc, và một cái miếng cái phần sau nó kín rồi mà nó cứng rồi, mà còn giọng nữa là lỏng cái bạc đạn lóc nồi bên mé bơm nhớt, mà cái lóc lóc cây dên nó coi chính vị bạc đạn dên so với cái lóc má nồi bơm nhớt mình á, nó lỏng cái phần đó không chính vị xử lý phần đó. Thì giọng nồi chỉ có nhiêu đó thôi chứ không có cái gì nữa, nhưng không chính vị. Rồi tiếp tục đây, cầm chuồng heo mình bỏ xuống như cái chính vị, đây cầm chuồng heo. Rồi tiếp tục cái chuông nè, cái chuông nguyên đai nguyên kiện mình không xé ra, tại vì hàng mẫu mình xé ra nó xét hết rồi, của chị mình không có bán được, nó xét hết. Thì cái chuông nguyên đai nguyên kiện của nó là gồm một cái hộp như thế này và một cái chuông như thế này. Thì chuông này là chuông chính hãng, người thứ hai gì bỏ bao bì trong hãng Honda, nhiều bạn bỏ bao bì vô Honda thì giá thành nó đội lên rất là cao, nhưng thưa chị thì chất liệu nó là như một rồi. Thì đây là cái chuông, tiếp tục là cụm bố của chị.
combo thì cô chú anh chị có combo như thế này, có nguyên đa nguyên kiện. Thì cô chú anh chị để ý cái phôi chính hãng, cái phôi này nó là một thôi, mà cái càng nó ngắn hơn chút xíu nè. Đó, cô chú anh chị bỏ vô, thế là được bộ nồi. Như đây là được bộ nồi nè cô chú anh chị. Rồi đây thì mình có cái chuông mẫu nè. Cái chuông mẫu mình đã cắt ra mà lâu ngày mình để nó sét nhiều quá thì mình cũng hướng dẫn cho cô chú anh chị xem. Ví dụ như cái chuông chính hãng là trên cái cuốn chuông nó sẽ có cái mã số như thế này. Đây. Và có cái mã mực như thế này và cái bắn laser nó 3 điểm đó thôi, còn một điểm đó là không ai làm giả được, là nếu là hàng chính hãng nó sẽ có cái mặt vát đây, vát đây có chứ gì để ý nè, nó cái nhông chống giọng nó có vát ở trên cái thân trên, nó có vát nè, khi gáp mình kéo tới đây thôi. Nếu còn chứ gì mình biết có một số anh em nó cố tình kéo nhiều rồi nè, là nó nhựa nồi, nhưng có chứ gì mình kéo đúng thôi. Thì cái nhông hú nó là như vậy, thì kết hợp vô đối với bộ nồi thì mình bưng lên mình gáp là như thế này nè. Đó, mình lắc cái phần nhông chống giọng nó vô rồi mình đưa vô thôi. Mình quay mình kiếm cái phần nhông chống giọng nha cô chú anh chị. Đây. Đó, đưa vô trùng với mặt vát trên đây rồi mình gáp bộ nồi vô mình đẩy vô thôi. Đẩy vô nhẹ. Thì khi đẩy vô cô chú anh chị quay trơn á, quay trơn nó sẽ được một chiều. Thì do bên đây nè, đây là cái rọ bi một chiều nè. Cô chú anh chị nắm nó chỉ quay được một chiều thôi. Nó không quay được ngược chiều lại nha cô chú anh chị. Rồi khi vô để cụm bố vô thì cụm bố như thế này, thì trong đây sẽ còn cái lông đền canh nữa nha cô chú anh chị, lông đền canh bóng nữa mình không biết nó nằm đâu, thì còn cái lông đền canh nữa cô chú anh chị, thả vô được như thế này nha cô chú anh chị. Rồi mình sẽ quay tròn vô, thì không có cái lông đền canh đâu, thì mình đây còn cái lông đền canh trong đó nữa nha cô chú anh chị. Thì mình gỡ xe cũ mình gắn qua, đối với những cái xe cũ cô chú anh chị có rồi mình thả vô mình quay thì nó chỉ quay được cái một chiều thôi nha nhưng cô chú anh chị, nên nó quay được một chiều như thế này thôi, quay chiều ngược lại không được. Thì cái cụm bố ngắn này công ty Nhật á, cái khe hở này là tiêu chuẩn là 103 mm, cô chú anh chị lấy thước lá chọt vô khe hở tiêu chuẩn là 103 mm. Thì ngoài ra mình có thể bán những cái vành chuông, nếu những cái bộ nhông hú cô chú anh chị chưa hú á thì cô chú anh chị tận dụng mua những cái bình chuông để xả mấy con tán này ra, để mình đợi mình lấy một chút xíu, mình lấy cái bố càng lẻ rồi mình lấy cái bình chuông. Thì đối với những cái xe mà cô chú anh chị mình cũng nói thêm thôi, đối với xe cô chú anh chị mà chưa có hú á thì mình tận dụng lại nha cô chú anh chị. Chưa có hú thì mình tận dụng lại, mình lấy cái khoan á, mình khoan trên đây nè. Rồi mình đóng lấy cái chuông cũ ra thì được như thế này. Thế này rồi mình gắp bố mới nha cô chú anh chị. Mình mua cái vành chuông chính hãng là như thế này nè. Vành chuông chính hãng là như thế này nha cô chú anh chị. Thì nhiều cô chú anh chị hỏi nó lệch không, không có lệch nha cô chú anh chị. Chính hãng là nó khích, nó đầy đủ chi tiết. Trong đây nó vành chuông này, vành chuông chính hãng nha cô chú gì để ý. Cái đinh tán nè, chính hãng lại đinh tán nó màu nâu nè, màu nâu sẫm sẫm á, chứ không phải màu trắng. Đây đó, thì trong đây cái đinh vành đinh tán chính hãng nó sẽ có bắn một cái laser trên thân nữa. Đây cô chú gì để ý, bắn cái laser trên thân. Thì cái lỗ này nè, người ta làm khích gịch so với cái cùi, cái lỗ này khích gịch so với cái cùi, thế là cô chú gì nhét vô nè, nhét vô nó khích gịch như thế này thì nó không lệch đi đâu được hết nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị nhiệm vụ chỉ thả mấy viên đinh tán vô, cô chú anh chị tán lại thôi nè, cô chú anh chị để ý nè, đó, thả mấy đinh tán tán vô. Rồi thì mà tán vậy cô chú anh chị sẽ gắp được cái bố càng lẻ như thế này. Bố càng lẻ thì hãng cho phép bán bố càng dài mà lẻ càng dài nha cô chú anh chị. Đây nè, thì trong đây mình cô chú anh chị cạy lấy những cái khung cũ mình lại như thế này nè, cái khung cũ bỏ mấy cục bố thì có chứ gì gáp vô thì được một cái bộ bố như thế. Thì bộ bố này bên mình đang bán là 200.000, gồm có cao su ba càng, cái chuông thì 85-90.000 gì đó nha cô chú anh chị. Thì mua mình gáp vô, cái này là chuyện nhỏ như con thỏ nha cô chú anh chị, tự làm nhà được. Hầu như bây giờ nếu người thợ người ta tự làm nhà, người ta xử lý cái phần này với tán cái nồi sau nữa là tán tại nhà được hết nha cô chú anh chị, không có cần phải đem ra những cái anh em mà khá xa những cái khu vực á thì không có cần ra tiệm tiện. Thì nhiều khu khi dùng sâu dùng xa thì mình có thể tự làm tại nhà được. Rồi còn chứ anh chị, còn cô chứ anh chị mà thấy không biết làm thì mua nguyên bộ full bắn hàng ốc gỡ ra gáp vô
Thì đây là những bộ tương đương chính hãng Honda Việt Nam của mình, giá 1.250 triệu. Mình bán chưa có những cái khâu là mã lẻ, nhưng cô chú anh chị, đây là khâu canh nồi sau, là những cái này là mã lẻ, mình phải tự bỏ tiền ra mua. Còn cô chú anh chị mua những bộ nồi người ta bỏ cho cái khâu vô thôi luôn á, là đó là chắc ăn một nồi lô nha cô chú anh chị. Tại vì mình làm hãng, những cái gì mà mã lẻ là mình biết không có, nhưng cô chú anh chị, đa số người ta bộ nồi lô người ta sẽ canh khâu cho mình luôn để canh theo cái đồ lô á, thì cô chú anh chị mới về mới gáp được. Còn cô chú anh chị mà thí dụ như người ta mà không cho theo khâu á, thì bộ nồi lô gì cô chú anh chị không có gáp vô xe mình được nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị phải hiểu vấn đề là như vậy. Xin cảm ơn các cô chú anh chị. Các cô chú anh chị mua hàng thì liên hệ theo số 0866830039 và số em thường ghi trên cái tiêu đề.